một cô gái xinh đẹp kiêu kỳ và một cô gái xấu xí đi shopping. Trời nóng quá, bạn Rapunzel phải xách thật nhiều đồ. Đã xách đồ hộ rồi còn treo người ta. Ôi không, nhà tôi đã phá sản rồi sao? Mẹ đi đâu mất rồi? Trời ơi, phải làm sao đây? Cả tòa lâu đài đã bán hết rồi. What happened? I'm sorry. Oh my god. You can come to my house. Yes, yes. Giờ nhà giàu phải ở nhờ nhà nghèo sao? Let's go home. Okay. Căn nhà thật tồi tàn làm sao? Để mẹ sửa hết cho. Okay. Hi mom. Rapunzel đã kể lại cho mẹ cô ấy tất cả mọi chuyện. Trời ạ, bụng đéo to vậy, mất hình tượng quá đi thôi. Come in. Thức ăn mà cũng ôi thiêu nữa. Hurry up, we have to dig the ground. Chúng ta phải lao động, nhà giàu giờ cũng hết rồi nha. Mới cuốc được hai cái đã thở hổn hển rồi sao? Khổ thân cô ấy quá, đúng là sống trong nhung lụa đã quen nên cô ấy chưa thích nghi được. Oh no. Are you okay? I'm okay. Vẫn phải làm nữa sao? Nặng quá đi mất, sao mình phải làm những việc này cơ chứ? Thôi nào, mau tưới cây thôi. Come in. You did well. Hey. Trực thăng ư? Ôi là mẹ của Rapunzel, họ đã giàu trở lại rồi. Thank you. Wow. Viên kim cương thật to quá đi. Thank you. No, no. Hey. Please rebuild the house. Okay. Vì đã giúp Rapunzel nên họ sẽ được tặng một ngôi nhà thật xinh đẹp. Hey,
Ngôi nhà sẽ có cánh hoa thật đẹp. Nice. Yes. Bắt đầu tô màu thôi. Cầu vồng lấp lánh luôn nhé. Hai ô cửa hình unicorn thật đáng yêu. Thật màu sắc và xinh đẹp. Phòng ngủ phong cách unicorn tới đây. Ok. Tất nhiên sẽ là cầu vồng rồi. Tôi rất thích bàn trang điểm này. Wow. Nice. Họ rất biết ơn về ngôi nhà này. No. Còn quần áo nữa, cả bố mẹ con sẽ đều có trang phục mới thật xinh đẹp nhé. Bye bye. Hai bà bầu đang cầm trên tay rất nhiều kẹo ngon. Ôi, hai anh chàng đẹp trai quá. I love you. Em thích anh. Nhưng các bạn đã có bầu. Hai chiếc bụng réo lên. Đau bụng quá. Tại bệnh viện. Chúng tôi sẽ làm nội soi bên trong bụng. Don't worry. Dạ dày quá tải đang đánh nhau với đồ ăn. Ở bên West Day cũng như thế. Các bạn cần giảm cân thôi. Chúng ta phải giảm cân. Let's go. Bỏ hết bánh kẹo để quyết tâm giảm cân nào. Theo sẽ đến phòng tập thể hình để giảm cân. Cùng nhau nhảy dây thôi. Cố lên nào. Người sắp đẹp rồi. Sau 1000 ngày luyện tập, người đã đẹp hẳn rồi. Tuyệt quá. Trước và sau khi giảm cân. Hai chàng trai đang chạy bộ chạy đến. Ôi, va vào nhau ngã rồi. Xin lỗi bạn. Ok. For you. Thanks. Ôi, hóa ra hai cô gái mình tưởng có bầu chỉ là béo thôi. Của hai bạn đây. Em đồng ý lấy anh nhé. Đi làm đẹp chuẩn bị đám cưới thôi. Cùng trang điểm phong cách kẹo ngọt cho Rapunzel nha. Các đồ trang điểm hình kẹo xinh.
Bôi kem dưỡng da trước nhé. Let's go. Thoa kem cho đều nè. Tiếp đến kẻ mày xinh nha. Kẻ lông mày màu nâu. Đánh phấn mắt màu gì nhỉ? Phấn mắt phong cách kẹo ngọt. Nhiều đồ xinh quá. Đính các hạt đá lấp lánh tạo điểm nhấn cho mắt nhé. Xinh quá đi. Một chút phấn má hồng nữa. Ok. Great. Thả ngàn tim. Tiếp đến chúng ta trang điểm cho Wednesday nhé. Xinh tuyệt. Ok. Wow. Còn trang phục nữa. Làm váy kẹo ngọt thật xinh nào. Tô nhiều màu sặc sỡ cho váy. Tô màu tạo độ bóng để có cảm giác kẹo chảy. Đính thêm các loại kẹo xinh vào váy nữa nhé. Thêm một chút hạt lấp lánh nữa. Các bộ váy kẹo ngọt đẹp tuyệt. Xinh quá. Tuyệt ghê. Ok. Vui quá đi. Hello. Wow. Các em thật tuyệt. You look so beautiful. Thanks. Vui quá, cảm ơn các em. Hẹn gặp lại nha. Có chuyện gì mà các cô gái căng thẳng thế? Hóa ra là đang thi vật tay. Cố lên. Có cách thắng rồi. Raquel đạp vào chân Rapunzel. Chơi xấu thật. Căng thẳng quá. Đạp không được thì cù nè. Có tác dụng rồi. Raquel chơi xấu và đã thắng giải. Nhiều tiền vàng đã thuộc về Raquel. Lẽ ra là mình thắng rồi. Số tôi khổ quá. Don't cry. Don't cry. Khóc tí mà lăn quay ra ngủ rồi. Một hộp quà ai đó tặng cho Rapunzel. Hộp quà ở đâu đẹp thế này? Mở ra xem có gì nào. Nhiều bong bóng quá. Hmm.
Bên trong có cả căn nhà này. Các đồ gia dụng trong nhà nữa. Trang trí nhà Hello Kitty cho Rapunzel nhé. Đính các hạt đá trang trí nè. Ok. Nhà xinh lung linh luôn. Các đồ gia dụng biến thành to để vừa ngôi nhà. Nice. Oh yes. Hay quá. Phòng khách xinh quá. Ok. Đố các em biết đây là phòng gì? Đúng là phòng ngủ nha. Phòng ngủ xinh quá. Tiếp theo là phòng gì nhỉ? No. Trang trí phòng tắm lấp lánh nha. Đẹp mê. Rapunzel ơi, ngôi nhà tuyệt quá. Oh yes. Yes. Thích quá. Nhiều đồ ăn ngon quá. No bụng rồi. Wow. Đi tắm thôi. Ok. Tắm xà phòng thơm ngát. Dễ chịu thật đấy. Yes. Mặc váy đẹp vào nha. Ôi, chưa có váy rồi. Cùng làm váy Hello Kitty cho Rapunzel nhé. Tô màu thật xinh. Váy xinh quá đi. Đính các hạt đá lấp lánh nữa nha. Ok. Đã làm xong váy xinh. Rapunzel xinh quá. Hi hi. Cảm ơn rất nhiều. Tại nhà Rapunzel đang ngáy khò khò.
Một tên trộm mò đến. Tên trộm lấy tiền đi rồi. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại nha. Raquel và Elsa cùng đến tiệm tóc làm đẹp. Hello. Hai mẹ con Rapunzel thân thiện chào đón. Oh my god. Gió ở đâu mà to thế nhỉ? Bay tóc mất rồi. Hai cô gái chạy mất tiêu. Hóa ra là tiệm tóc của Mèo Phi Sơn đáp xuống đây. Thật là bực mình mà. Hai nhà bắt đầu căng thẳng rồi đây. Được rồi, hãy cùng tham gia cuộc thi phân thắng bại. Ok. Vòng đầu tiên, cuộc thi trang điểm. Mỗi đội đều được trang bị đầy đủ, từ bàn trang điểm đến các hộp phấn phủ son môi. Đầu thôi. Yay. Đầu tiên sẽ trang điểm cho mẹ Rapunzel, nhưng trông lạ lẫy nhỉ. Tiếp theo đến Mèo Phi Sinh. Wow, trông có khí sắc hơn đó. No. Oh no. Vòng 1, phần thắng thuộc về nhà Mèo Phi Sinh rồi. Yeah. Ok. Vòng 2 là về làm tóc. Cùng xem các thí sinh sẽ làm những bộ tóc như nào nhé. Dùng các bút màu để làm một bộ tóc ngắn. Các phần tóc đằng sau và phần mái đều được tô lần lượt. Nó sẽ có màu cầu vồng. Tiếp theo là bộ tóc dài cho. Bộ này cũng sẽ có màu cầu vồng. Wow. Tiếp theo sẽ dùng màu đen huyền bí để làm tóc theo phong cách của mẹ con Mèo Phi Sinh. Cũng sẽ tô lần lượt hai bộ tóc. Đó dùng các đá lấp lánh để gắn vào bộ tóc. Ok. Mau xem kết quả nào. Lần này đội Rapunzel đã thắng, kết quả đang hòa nhau. Cần một vòng thứ ba để phân thắng bại. Mỗi đội sẽ làm váy. Cả hai đều đã được bố trí váy bay. Ok. Đầu tiên sẽ là váy cho Rapunzel. Chiếc váy sẽ có màu hồng chủ đạo. Phần lông vũ hai bên sẽ mang phong cách cầu vồng. Là váy cho em bé Rumi. Chắc chắn nó cũng sẽ có màu hồng chủ đạo rồi. Sau đó sẽ thêm cầu vồng vào váy nữa. No. Aha. Cùng xem kết quả thôi. Váy của mẹ con Rapunzel lộng lẫy hơn hẳn nhỉ. Đáng ghét, cho một mồi lửa mới được. Ôi không, cháy lớn rồi, mau thoát khỏi đây. Oh my god. Thank you so much.
Okay. Hello. Ai sẽ là người xứng đáng với món quà này đây? Aha. Malfunction đã hối lỗi và đồng ý đưa quà cho mẹ con Rapunzel. Xin chào các bạn. Lớp học múa Ấn Độ vui quá. Các bạn múa thật là đẹp. Ôi không, Rumi ngã mất rồi. Chuyện nhỏ, múa tiếp nào. You two dance beautifully. Cô giáo dành lời khen cho Squid Don và Elsa. What about me? No. Your dance is cô giáo so chơi Rumi làm cô bé buồn. Time stop. You all can go home. Yes, yes. Bye bye. Rumi đừng buồn nhé. Squid Don sẽ giúp Rumi múa đẹp hơn. I will help you. Thank you. Một chiếc xe giác vàng sang trọng. Don't play with the poor kid. Okay. Ôi không, mẹ Squid Don không muốn cô bé chơi với Rumi nghèo. Đúng rồi. Đừng khóc nhé Rumi ơi. Bring this cake for you. Take it. I don't want to bring trouble for you. Good morning, class. Hello. There's coming the Holi festival. Wow, sắp đến lễ hội sắc màu Holi rồi. This is our new sponsor. Hello. Gia đình Squid Don sẽ tài trợ tổ chức chương trình này. No. Don't come you wear ugly clothes like her. Squid Don phải giúp Rumi thôi. Mom. What happened? I want pretty clothes. Rumi muốn có váy đẹp để đi dự lễ hội. But I don't have money. Đừng cry. Đừng khóc nữa Rumi ơi. Let's go. Lễ hội sắc màu Holi thật đẹp. Hey. Yes sir. Bring that poster to me. Okay. Rumi và Elsa đã đến cùng các mẹ rồi. Hello. You guys look great. Thank you. Căng chỉnh lại poster cho thật cân xứng nào. To the right a little bit. To the left. To the right a little bit. To the left. Cẩn thận nhé, mẹ Squid Don ơi. Mau đỡ lấy mẹ Squid Don đi nào. May quá. Are you okay? Okay. I was so worried. Thank you guys a lot. Okay. We have something for you. Let's go. Hai mẹ con Rapunzel hãy cùng chọn bộ trang phục đẹp nhất nhé. Wow, so beautiful. No. Hmm.
design a new sari. Okay. Cùng vẽ trang phục mới cho mẹ con Rapunzel nhé. Đính thêm đá vào cho váy sari đẹp hơn. Thêm chút kim tuyến ở đây. Ok, hoàn thiện rồi. Hai mẹ con Rapunzel mặc váy mới trông thật tuyệt vời phải không nào? Thank you very much. Ok. Chúng ta cùng tiếp tục tham gia lễ hội sắc màu nào. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Mavis ngủ ngáy to quá đó nha. Nhện treo lên người mà không biết gì luôn. Chú nhện giăng mấy cái mạng trên váy Mavis kìa. Mavis hôi quá, cỏ cây héo hết rồi. Ồ, đám bay dễ thương ghê. Đến cả đám bay cũng ghét Mavis luôn. Kêu cứu đó. Con chó hung dữ đang đòi đùi gà của Rapunzel kìa. Don't worry, get out. Chó kia đi chỗ khác chơi đi. Ôi trời, chú chó ngất xỉu vì mồ hôi của Mavis. Mavis rách rưới mất vệ sinh quá. No. Đi theo Rapunzel nào. Wow, chiếc xe đẹp ghê. Thì ra là một tiệm làm đẹp di động. Mẹ Rapunzel đang trang điểm bên trong nè. Xinh đẹp quá đi. Hello. Mẹ ơi, khi nãy Mavis đã cứu con đấy. Oh, thank you. You come in. Mời Mavis vào xe làm đẹp nha. Cởi đồ ra tắm nào. Phải tắm xà phòng cho sạch nhé. Gội đầu bằng dầu gội cầu vồng nhé. Đầu sạch rồi đó. Tắm xong sạch sẽ quá đi. Bây giờ sang phòng trang điểm nhé. Chọn phong cách trang điểm cho Mavis thôi. Phong cách ma cà rồng hợp quá. Cái má này tròn quá, không được không được. Chiếc máy này có tác dụng gì ta?
Ồ, mặt mà viết thon gọn lại kìa. Đánh phấn cho mình da nhé. Tạo khối cho khuôn mặt có chiều sâu nữa. Nhìn mũi cao ghê luôn đó. Trang điểm cho mắt nào. Màu đỏ hợp phong cách ma cà rồng ghê. Hey. Kẻ mắt mạng nhện nhé. Ô, lông mày tím lạ quá. Vẽ một khuôn miệng cười thật tươi nha. Xinh quá đi. Đôi mắt được đính đá lấp lánh ghê. Ba la. You look a bit. Chọn một bộ tô điểm cho móng nào. Bộ móng phong cách Halloween đẹp quá. Xịt keo dán móng nha. Nốt ngón cái nè. Làm nốt bàn tay còn lại nhé. Hello. Móng đẹp khiến bàn tay xinh hẳn lên nhỉ. Mavis trông hài lòng chưa kìa. Sang gian khác nha. Thay hết đồ ra để chọn đồ mới cho dễ nào. Ok. Thử mái tóc vàng này đầu tiên nhé. Nhìn như Tinkerbell ý nhỉ. No. Bộ tóc này ngộ nghĩnh ghê, thử xem sao. Ồ, bộ chú hề nhiều màu sắc quá ta. Đội tóc giả vào xem nha. Trời ạ, nhìn chả hợp gì hết. Mặc nốt bộ cuối cùng này thôi. Cảm ơn hai mẹ con Rapunzel nhé. Xin chào. Sao mệt mỏi vậy? Xin chào. Hello. Wow. Xin chào, chúng tôi giúp gì được cho bạn? Tôi muốn mua nhà. Được thôi. Let me show you some option. Bạn xem mấy mẫu này nhé. Nhiều nhà đẹp quá. Chọn được mẫu rồi. Được rồi, đi thôi. Let's go. Đi nào. Ok. Ồ, Darwell mang nhiều đồ ăn quá. Darwell ăn trong giờ làm sao? So yummy. Có điện thoại kìa. Ồ, sếp ra rồi. Điện thoại kêu nhiều sếp cấu rồi. Darwell bị mắng rồi. Sonic và Amy về rồi. Nhiều tiền quá. Good job. Làm tốt lắm. Thank you. Cảm ơn sếp. Darwell lại bị sếp mắng rồi.
Raquel tức giận rồi bỏ đi kìa. Raquel đi đâu vậy? Gặp mẹ con Squiddle đang làm gì vậy? What should I choose? Oh yes. Oh, đây rồi. Xin chào. Hello. Oh no. Bỏ đi, tôi cho bạn xem mẫu đẹp hơn. Wow, đẹp quá. Okay. Được rồi, tôi sẽ làm cho bạn trong ngày mai. Yes, yes. Bye bye. Oh. Ôi, nhà xấu quá. Oh yes. Được rồi. Xem Raquel làm gì nào. Ồ, chỉ dán bên ngoài thôi sao? Yeah. Let's go. Thêm tiền okay. Để sơn nào. Oh yes. Thành ngôi nhà mới rồi. Nhà của bạn đây. Come in please. Ok. Wow. Đẹp quá. Thank you very much. Cảm ơn okay. bạn rất nhiều. Yeah. Tạm biệt. Bye bye. Xem nhà thôi nào. Gió đến kìa. Gió mạnh quá, rơi tường rồi. Oh no. Oh no. Ôi không, nhà xấu quá. Bị lừa rồi. Sonic và Amy đi đâu cầm nhiều tiền vậy? Phù thủy theo dõi thấy rồi. Oh yes. Phù thủy đuổi theo lấy tiền kìa. Ôi oh, không no. Oh no. Stop. Đứng lại. Mẹ con Squiddle làm gì đi nào. Cản được rồi. Lấy lại được tiền rồi. Hello. Here's tiền của bạn đây. Thank cảm you. Ơn bạn. Gọi cảnh sát đến bắt phù thủy nào. Phù thủy bị bắt rồi. Bạn có chuyện gì vậy? We can have you. Chúng tôi có thể giúp bạn. Đi thôi. Wow, wow, cảm ơn bạn. Bắt đầu nào. No. Đẹp quá. Yes. Hai mẹ con ra đây xem nào. Wow. Thank cảm ơn hai bạn rất much. Nhiều. Okay. Mình cũng thay trang phục nhé. 1, 2, 3. Đẹp quá.
tiên. Chào Rita, chào em. Điện thoại là của em nhé. Không, là của anh chứ. Hãy trả lại cho bố mẹ. Các con đã chơi nhiều quá rồi đấy. Ôi, Rita và Ed lại ăn vạ rồi. Hãy nhìn xem các con đang làm gì đây. Các con cần một sân chơi. Yes. Em cũng nghĩ vậy. Sân chơi dành cho các bé. Hãy khiến nó trở nên lấp lánh nào. Okay. Đính đá thôi. Tiếp tục nhé. Sắp hoàn thành rồi. Cố lên nào. Wow, tuyệt quá. Treo cờ hoa rực rỡ nào. Ồ, ngôi nhà cầu trượt hình hoa này. Chào lợn Peppa. Chào vịt Donald. Những chiếc thang yêu quá. Cả cầu trượt nữa chứ. À, nhà hình học. Còn đây là những bông hoa chồng chống đầy sắc màu. Tuyệt. Okay. Xích đu là của các bé nhé. Hãy chơi cùng bạn Peppa và bạn Donald nào. Ồ, những chùm bóng bay xinh quá. Yêu ghê. Một chiếc bập bên thì sao nhỉ? Cả những bạn thú nhún đáng yêu nữa chứ. Thật tuyệt vời. Dễ thương quá đi. Hãy nhìn bể bóng và phao bơi này. Thật chẳng khác gì một kỳ nghỉ ở biển. Đã thế lại còn rất lấp lánh nữa chứ. Thêm một chút ở đây nhé. Xuất sắc. Đã đến giờ chơi rồi. Hãy quên điện thoại đi. Cầu trượt vẫn là số 1 nhé. Chơi vui quá. Ồ, bên kia có gì nhỉ? Ôi, xích đu. Mỗi anh em sẽ ngồi một bên. Đung đưa nào. Thích quá đi. Lại đây nào. Chúng ta cùng bập bên thôi. Ai thích chơi thú nhún như các em bé thì giơ tay nào. Ồ, bể bóng. Hai anh em sẽ tha hồ nghịch nước. Nhưng đừng quên là phải dùng phao bơi nhé. Rita sẽ dùng chiếc màu hồng này. Các bạn ơi,
Mau tới và chơi cùng các em bé nào. Ôi, mây đen đang kéo đến. Không phải chứ. Hai anh em mau vào nhà thôi. Ôi, nhìn chúng lắm bẩn kìa, yêu quá. Bố ơi, mẹ ơi. Ôi, các con yêu, chúng ta mau vào nhà thôi. Mẹ và bố sẽ tắm lại cho hai anh em nhé. Ok. Rita rất thích tắm. Cả Ed cũng vậy. Ok. Sữa tắm đã sẵn sàng. Ôi, thích quá. Để bố giúp Ed. Xoa xoa đều nào. Vui vui quá. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bố. Nhanh lau người nào. Rita ngoan lắm nhé. Ok. Ed cũng ngoan lắm nhé. Các con thích mặc gì nào? Ôi, không phải chứ. À, đúng rồi. Mẹ sẽ thiết kế cho Ed một bộ áo liền quần tinh nghịch. Điểm xuất sắc xanh dương nào. Ừ, con thích nó à. Với Titan ngọt ngào, em sẽ dành cho em bé một bộ váy công chúa dễ thương nhé. Điểm trước sắc hồng nào. Thêm một chút lấp lánh nữa nhé. Các em bé của bố mẹ ơi, chuẩn bị đi ngủ nào. Chúc Rita ngủ ngon. Chúc Ed ngủ ngon. Một ngày thật tuyệt. Hẹn gặp lại các bạn. Ôi, mưa thiên thạch kìa. Nguy hiểm quá. Các mẹ ơi, chạy mau thôi. Đây không phải là mơ chứ. Sao có thể như vậy? Các mẹ đừng yếu lòng. Cậu bé sói xám gốc vua đã có cách à? Oh yes. Hello. Chào Belle, Elsa. Xin hãy giúp chúng tôi nhé. Okay. Ồ, đương nhiên rồi. Hãy làm sạch đất đá và dựng nhà mới nào. Yes. Okay. Vào việc thôi. Khởi động với những thùng sơn đầy màu sắc nhé.
Tuyệt chứ. Wow. Tiếp tục đính đá lấp lánh lên cửa nào. Nice. Hy vọng các mẹ sẽ thích chúng. Ok. Wow, một khởi đầu thật hoàn hảo. Yes. Ôi chiếc nồi Sonic, nó mới đáng yêu làm sao. Ed sẽ thích lắm đây. Tuyệt quá. Tiếp đến sẽ là giường ngủ của mẹ Elsa. Hoàn hảo. Rita bé bỏng sẽ mơ những giấc mơ đẹp trên chiếc nồi Pikachu nhé. Và một chiếc giường ngủ đôi tuyệt đẹp sẽ dành cho mẹ Belle. Lấp lánh quá. Phòng khách sẽ có gì nhỉ? Một bộ ghế sofa thật lớn. Bàn ăn dặm. Tivi treo tường. Còn nhà của mẹ Elsa thì sao? Ồ, vẫn là ghế sofa và bàn ăn dặm nhé. Thêm một chiếc tivi thật to nữa chứ. Ôi sao thế con yêu. Hóa ra Dita đang buồn ngủ các bạn ạ. Dễ thương quá. Mẹ Belle cũng nghỉ sớm thôi. Ngủ ngon nhé. Ed đang chuẩn bị dùng điểm tâm này. Em bé ăn thật ngoan. Giờ thì đi ngủ nào. Cả mẹ Elsa cũng vậy nhé. Chúc ngủ ngon. Chào buổi sáng mẹ Belle. Rita ơi, mau tắm nào. Chào Pikachu. Vui quá. Rita thật tự giác. Mẹ yêu em. Chào mẹ Elsa. Một ngày mới tốt lành nhé. Tắm sáng rất có lợi cho sức khỏe. Chào Sonic. Cùng tắm với Ed nào. À xong rồi. Thay đồ thôi. Ôi không. Mẹ sẽ chọn đồ cho Dita nhé. Aha.
tủ đồ trống không ư? À, mẹ đã có cách. Những con chuột thợ may sẽ giúp chúng ta. Ôi tuyệt quá, hãy nhìn hộp quà này. Wow. Bên trong đó là những bộ váy tuyệt đẹp nhé. Các bạn ơi, có bất ngờ nào không? Đây quả là một điều kỳ diệu. Và trên cả kỳ diệu nữa. Sớm gặp lại các bạn nhé. Tạm biệt.